Đây là cua 1 sao và cua 5 sao. 5 sao. Đây là chai ghi 1 sao anh em. 5 sao. Có trọng chức nhỏ này có gì nha anh em. Và tiếp theo mình sẽ mở. Bây giờ mình sẽ mở cái trứng nhỏ này ra. Có trọng trứng nhỏ này có gì nha anh em. Và tiếp theo mình sẽ mở trứng bự này. Cái trứng này nó khác trứng bình thường, điểm nào đây TV? Đứng dậy đi rồi mày ngồi xuống rồi mày biết. Nó khác ở là nó có gai. Để mình mở này ra coi có gì trong. Bị nó dành mở anh em, mở ra đi. Nó dành mở cho nó mở anh em. Mở không được mà đặt thì dành, giờ đưa người ta. Cái mạnh với khiến ra. Bị nó mở hoài không được, nó chế rồi anh em. Mở. Giờ đang nảy tôi đi, tôi mở cho. Chiếc bị chắc nó lấy kẹo để nó dụ tôi. Thôi để tôi mở này ra cho nó anh em. Đâu kẹo đó. Ok anh em, để tôi mở giùm nó. Cái này là tôi tự nguyện mở nha. Chứ chiếc bì nó không có. Rồi. Mở liền, tôi mở liền. Trời ơi, ghê quá. Rồi mở đi bì. Wow. Đây có gì nữa nè. Bây giờ mình sẽ lấy con này. Thôi kệ đó anh em. Nó lấy cọc đó rồi, mình mở cái bao này ra coi. Coi trong cái bao này có cái gì nha anh em. Cái này là gấu bông 1 sao nha anh em. 5 sao. Ôi trời trời. Con này lắc dữ quá anh em. Còn con này thì bây giờ mình sẽ có hồi hộp con gấu bông mới 5 sao này. Thôi con nít không biết mở đâu, đi đây mở cho chứ bi. Dạ dạ. Ủa sao này lắc đít vậy anh em? Đây là búp bê 1 sao nè anh em. Chỉ có thể làm móc khóa. Tiếp theo là búp bê 5 sao 850 lần anh em. Búp bê này khác với búp bê hồi nãy là điểm nào? Xè tay cái đi. Xè tay lấy em bé hả? Khác ở chỗ bé có thể ẻ. Ghê quá anh em, bé ẻ. Thằng giấy là chiếc bì, chùi mặt cho bí bò đi. Không không, chùi mặt mới đúng. Này ghét thêm rồi. Chùi cho bà gào. Em bé này nó hiện đùn, mình phải mang tả cho nó nha anh em. Rồi, Bi cầm lên đi. Bé mình tả đẹp rồi, dựng bé dậy đi Bi. Ủa sao lại tháo tả ra hả? À, ra nằm là phải mang tả hay sao? Trời. Cái gì vậy? Vậy em bây giờ tụi mình sẽ chơi món tiếp theo. Cho tôi chơi đi. Không đúng không? Chiếc bì nó nhất quyết không đưa tôi lại cái bộ đó nè em. Vậy tính sao lên chiếc bì? Tao có cách. Không, không cho tôi bộ đó, tôi đâu cho bộ này. Vậy được. Cuối cùng nó được rồi anh em, nó khôn quá. Đây là bộ xếp hình nhỏ anh em, còn đây 5 sao. Bi bo bây giờ tao đếm 1, 2, 3 cùng nhau hút một lượt bộ nhỏ với bộ lớn để quay clip cho đẹp nha. Ok, 1, 2, 3. Hả? Bộ lớn người ta làm kỹ quá anh em, hai cái hộp ở trong lận.
Wow. Wow. Mệt bộ nhỏ nè anh em. Đẹp quá. Bộ nhỏ này ghép khoảng 10 phút là xong nha anh em. Đây là hướng dẫn một tờ. Còn bộ này thì một tháng. Bây giờ mình sẽ cho anh Vy Bò. Không phải cho bình thường mà là cho anh với cái này. Vy Bò, trước khi quay clip 1 sao 5 sao, chơi được chơi này với tao đi. Được cái gì? Chơi súng. Ôi tao không chơi đâu, tao bấm điện thoại tiếp. Hả? Gì vậy mày? Ok nè em, quay clip 5 sao tiếp thôi. Bây giờ quay về món đồ vật gì đây? Cái mì này bự quá anh em. Cái mì này nấu bằng gì đây? Thì nấu bằng nồi chứ nấu bằng cái gì? Đúng rồi anh em, mì phải nấu bằng cái nồi. Mày nấu cho tao coi. Cuối cùng tụi mình cũng có cái chảo để nấu rồi anh em. Ở mày giữ chảo lại đi mày. Ý tao nói có mì lớn. Cái nồi mì bự quá anh em. Giá như có cái đũa khổng lồ, ăn là hết bài luôn. Đi bò. Bò đúng tanh nha. Không biết ngon nữa anh em. Lâu quá vậy. Bùa nha. Ở bùa này. Cái đổ bự quá nè. Trước khi tiếp tục nội dung clip, cho tao với mày đổ trò để cho anh em đỡ chán đi. Trò gì? Ăn đua. Ok. Ăn là nghề của tao. Ăn trước lớp lạ, nào ăn trước xong là thắng. Ok. 1 3 bắt đầu. Chết rồi anh em, tôi lâu quay phim quên ăn phần của tôi nữa. Ốp là 1 sao. Win. Ăn gián mày. Đang chơi ơi, 1 sao 5 sao mà. Đơ quá à. Ăn đi mày. Món tiếp theo là trái dâu anh em. Tao ăn cái này đi. Wow, ngon quá. Còn đây là trái dâu 5 sao anh em. Có một trái dâu mà người ta phải đóng hộp vô vậy luôn là anh em cái quý cái nào rồi. Chỉ có bên Hàn Quốc mới có bán đâu nè anh em. Ấy, hồi nãy Vy Bò nó dành trái kia. Lên trái này là của mình. Có đâu. Đâu có dành đâu. Cho tao miếng đi. Cho nó miếng. Cho tao miếng thôi. Xíu cũng được. Mày nói nha, xíu cũng được. Thôi ăn đi. Đây là cua 1 sao. Và cua 5 sao. Con này bự. Nhưng có lẽ Vy Bò không sợ lắm anh em. Ôi. Thôi bây giờ mình ăn thôi anh em. Phần này của tao. Thì phần của tao đâu? Của mày bên đây nè. Thôi kệ anh em, bò nó ăn cạn. Mình ăn cái mai, thịt cũng nhiều. Không sao hết, cho mày ăn hết á. Tao đâu miếng dùm cái mai á, mày ăn đi. Cho tao miếng rồi. Không. Mày cắm con mài nó ăn ngon quá anh em. Cho tao bẻ cái ăn nha. Của tao mà. Đây là Cherry 1 sao anh em. Cherry 5 sao. Ngon quá nè. Vy
bò thấy các món 1 sao với 5 sao như thế nào? Ờ, thì món 5 sao rất là bự. Chưa bự, còn có món 6 sao nữa. Anh em nhớ like với comment thật là nhiều mới có động lực làm clip 1 sao với 6 sao tiếp theo nha anh em.